Hi, chào bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để đánh giá cho các bạn chiếc Hyundai Accent phiên bản mới 2019 nhé. Phiên bản form mới có anten với cá và cửa gió điều hòa. Hyundai Accent thì cũng rất nhiều anh em đánh giá rồi. Thì mình sẽ làm video này chủ yếu là để anh em xem thực tế cái bản Accent màu nâu vàng nó như thế nào nhé. Ở đây là mình đang có bản đặc biệt, bản full màu nâu vàng. Xe thì về cơ bản thì bản đặc biệt anh em nhận biết thì sẽ qua cái la răng 16 inch 5 cánh nhé. Các bản còn lại thì la răng là hợp kim sẽ là có nhiều chấu hơn. Bản đặc biệt này thì trang bị là đèn bi halogen nhé. Tất cả Accent đều là đèn bi halogen hết. Rất là đẹp, sẽ có trang bị đèn led ban ngày, đèn sương mù thì được mạ chrome. Với cái phiên bản Accent này thì xe sẽ có cái kích thước tổng thể là dài 4m4, rộng 1m73 và cao 1m46. Một chiếc xe khá là phù hợp cho thị trường đô thị ở Việt Nam. Xe trang bị phanh đĩa 4 bánh, cân bằng điện tử ABS 4 bánh nhá, có khởi hành ngang dốc và chống trượt chống lật. Phiên bản Accent này thì trang bị là gương chỉnh điện tích hợp xi nhan trên gương, tay nắm cửa mạ chrome. Bản này thì là có cửa nóc nhá, bản này là bản cao cấp nhất nên sẽ có cửa nóc. Đây, gương là tích hợp xi nhan trên gương nhá. Ở phiên bản Accent bản đặc biệt này thì xe sẽ không có thay đổi nhiều, có thêm được cái cửa gió điều hòa phía sau thôi. Đây, tay nắm cửa tích hợp nút mở cửa dạng nút bấm trên tay nắm cửa nhé. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome rất là đẹp. Thì Hyundai Accent thì hiện tại là gần như là có thể là sắp tới sẽ thay thế Toyota Vios để thành chiếc xe quốc dân tại Việt Nam rồi. Đấy, em trai quốc dân. Xe hội tụ rất là nhiều yếu tố mà có thể là cạnh tranh tốt so với các đối thủ khác. Thứ nhất là xe thì có kích thước rất là rộng, thoải mái, 4m4, máy 1.4, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ đồ chơi rất là đầy đủ. Xe trang bị là đèn cụm đèn led đằng sau này, có camera lùi này, bản này sẽ có cảm biến camera lùi đầy đủ hết. Cốp rất là rộng rãi, ở dưới xe có trang bị cả cam lùi cả cảm biến lùi nhé, rất đẹp. Ở đây mình đang có là màu nâu, màu vàng cát, mã màu là S8N. Xe sẽ có 6 màu. Cốp rất là rộng nhé. Ở dưới là phần cốp để hành lý, sẽ có một cái thảm ở trên này nữa. Ở dưới sẽ là lốp dự phòng kích lốp. Đây là lốp dự phòng kích lốp, bộ đồ nghề để thay lốp. Về trang bị của xe thì xe sẽ trang bị rất nhiều hệ thống an toàn, thông minh. Rất đẹp. Hyundai Accent phiên bản này là sử dụng là máy 1.4, hộp số là 6 cấp, công suất sẽ là 100 mã lực, khá là đủ dùng tại thị trường Việt Nam. Về tiện nghi thì xe sẽ có trang bị là bản này là bản cao nên sẽ đầy đủ, sẽ là ghế da. Đấy, bản này sẽ được trang bị ghế da, tất cả các bản khác là ghế nỉ nhé. Hơn được các bản thường thì bản này sẽ có cái nút giữ ga tự động trên vô lăng này, cruise control, màn hình điều hòa tự động, 6 túi khí. Đấy là những cái mà bản này hơn. Thứ nhất là có ghế da này, 6 túi khí, màn hình điều hòa tự động, có cửa nóc, có cruise control, giữ ga tự động, 6 loa. Rất là đẹp. Về cơ bản thì Accent thì cũng rất nhiều anh em đánh giá rồi. Thì video này mình làm chủ yếu để anh em xem về màu sắc thôi. Bản này thì màu nâu này, màu nâu vàng này thì cũng rất nhiều anh em nếu mà hợp mệnh thì đi sẽ thích đi. Đây, bản này là bản nâng cấp nên sẽ có cửa gió điều hòa phía sau. Cái này là một cái mà cạnh tranh rất tốt so với đối thủ. Thực ra đối thủ của Accent hiện tại chắc chỉ có Vios ở cùng phân khúc B thôi. Còn với những cái đối thủ khác thì Sunny hoặc là các đối thủ khác thì gần như là không cạnh tranh được với Accent. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé.